Trong tập 11, The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ, khán giả cực kỳ thích thú trước tình huống bà hưu thần mang đến chương trình. Lần này, nạn nhân phải đứng hình và cứng họng trước tình huống của hưu thần không ai khác chính là chàng ca sĩ chưa từng yêu Đức Phúc. Tình huống được đẩy lên cao trào khi hưu thần tố Đức Phúc từng cướp người yêu của anh trong một buổi tiệc. Trong khi Đức Phúc đang lục lại trí nhớ của mình thì Trấn Thành liền thắc mắc tại sao những người đang trống như Ngô Kiến Huy thì không đến mà toàn tìm đến những người từng từ chối em là sao? Hưu thần nghe vậy lập tức năn nỉ Trấn Thành, vậy nhờ anh kết duyên được không ạ? À? Trước đó, hưu thần từng gây chấn động khi ghi hẳn tư tình để tỏ tình cho cố vấn khách mời Trúc Nhân, khiến giọng ca sáng mắt chưa gặp nhiều pha điều đứng vì bị trêu ngay trên ghế nóng của chương trình. Thì mới đây, trong tập 11 nói về chuyện này, Trấn Thành khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ: "Tôi chơi với Trúc Nhân tôi biết, lần trước hưu thần nói về chuyện này thì Trúc Nhân xác định với tôi là có." Còn nhớ trước đó, Châu Đăng Khoa xuất hiện trên ghế nóng tập 9, đã tự tin rằng mình biết hưu thần là ai và thừa nhận luôn. Dạo gần đây nghe rất nhiều nhạc của hưu thần, cũng như từng gặp nhau trong một chương trình radio do mình dẫn. Nghe đến đây, hưu thần vội lên tiếng về cơ duyên đó. Hưu nhớ rồi, hồi nãy hưu có bảo ra tới đây mà gặp Châu Đệ là phải ghim liền. Châu Đệ đã phân thẳng vào mặt là không thích em, nhưng mà em thích cái sự thẳng thắn đấy. Điều này đã khiến Trấn Thành, Tóc Tiên không chỉ sốc về cuộc gặp đỉnh mệnh của cả hai trong quá khứ, mà còn hoang mang về những dính líu tình cảm của hưu thần từ Trúc Nhân cho đến Châu Đăng Khoa. Và ở tập 11 này, nợ duyên còn rắc rối hơn khi hưu thần tố Đức Phúc cướp người yêu và mối duyên sắp nở với Ngô Kiến Huy. Hãy cùng chờ xem ca sĩ mặt nạ tập 11 để biết hưu thần có tìm được chân ái cho mình không nhé.